Thôi hết pin rồi. Anh cai ba xe tôi, kèo trên người ta đánh quá trời rồi. Anh có thể làm một pha mà người ta chuyển qua đánh kèo dưới cầm đó hả? Ủa, ê, cái gì vậy? Gamiwi, chiến thật lạ kỳ, thắng thua còn tùy. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Gamiwi, thử thách full cạc cai ba phần 2. Đây là series ghi lại hành trình đánh full cạc của bản cai ba The Revenge, kết hợp giới thiệu các lá bài mới xuất hiện trong các trận đấu, giúp cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về các quái thú trong Yu-Gi-Oh và lịch sử hình thành của nó. Sau 1 tiếng 3 phút được 6 trận giao lưu với cai ba thì tôi được một số lá bài sau. Trận thứ nhất không có bài mới. Trận thứ hai, Novot Rare. Novot Rare, lời nguyện cầu của Novot, là một dạng bài phép triệu hồi nghi thức dùng để triệu hồi đặc biệt một quái nghi thức lên sân. Trong cai ba The Revenge, phép triệu hồi nghi thức lần đầu tiên được giới thiệu. Tuy nhiên cũng giống như triệu hồi dung hợp, vì quá tốn kém nguyên liệu nên không được người chơi sử dụng nhiều. Ngoại trừ một trường hợp duy nhất đáng chú ý là con quái vật ngàn mắt gian tà của Pegasus, tốn ít tài nguyên và có hiệu ứng đặc biệt. Lời nguyện cầu của Novot là lá bài phép nghi thức được sử dụng để triệu hồi Skull Guardian, một con quái có sức tấn công 2050 thủ 2500, bằng cách hy sinh ít nhất 7 sao của các con quái trên sân hoặc trên tay để triệu hồi. Việc tốn ít nhất 3 lá bài chỉ để triệu hồi một con quái có công 2050 thủ 2500 và không có chức năng gì đặc biệt có thể nói là một điều quá xa xỉ và gần như không có ai sử dụng trong cai ba The Revenge. Trận thứ 3 không có bài mới. Trận thứ 4 không có bài mới. Trận thứ 5 mấy lá này thì cũng không có gì đặc biệt. Trận thứ 6, trận cuối, rồ máy ủi, Catapult Turtle, rồ bể phóng, hay còn được biết đến với một cái tên thân thuộc trong truyện là rồ máy ủi, xuất hiện lần đầu trong anime Yu-Gi-Oh tập 15 trong trận đấu giữa Yugi và bài thủ bóng đêm Panic ở trên đảo của Pegasus. Trong trận đấu đó, Yugi đã dùng rồ máy ủi kết thúc trận đấu bằng một pha phóng kỵ sĩ rồng ủi thẳng vào tòa thành bóng tối đang lơ lửng trên không của Panic. Sau khi gươm ánh sáng hết hiệu lực ở lượt sau, tòa thành bóng tối bị rơi xuống đè ngấm củ tỏi mấy con quái đang ở dưới, khiến điểm góc của Panic quay về con số 0. Pha đánh mang đầy chất điện ảnh Ấn Độ này của Yugi đã nhiều lần được mổ xẻ, nhưng tới giờ người ta vẫn chưa biết tại sao hiệu ứng quái nó lại bị trì hoãn lâu đến như vậy. Trong Yu-Gi-Oh Power of Chaos, rồ bệ phóng có tác dụng hy sinh một con quái ở trên sân của mình để trừ một nửa điểm tấn công của con quái đó vào điểm góc của đối thủ, một hiệu ứng rất là phù hợp cho loại deck OTK búp công tự quỷ sau này. Mới vô bài cũng ổn áp phết nha. I activate my spell card. Adu. Oh man, cắn vậy. Bộ đôi tội lỗi, mình phải bỏ ngẫu nhiên một lá trên tay, sau đó chọn thêm một lá nữa để bỏ. Mới vô mà bị lộn sạch bách luôn, thúi hiểu luôn. Đánh nhẹ một cái thử nha. Trời ơi mẹ, lấy lại bài nữa. Trời ơi, quét thêm lá nữa, khốn thế nhỉ. Bữa nay không biết có ai chọc giận đánh không mà anh đánh gắt thế nhỉ. Quét thêm lá nữa chứ, kỳ thế nhỉ. Cái giọng dài dài là con Void Rider chứ không đâu á. Void Rider ra mặt nổi giảm. Trong bộ bài của tôi là lá mạnh nhất 4 sao là lá 1007 kiếm sĩ ma thực. Anh sách Void Rider là anh vả nét bét bộ bài, y như cái diễn cảnh là ảnh vả Chonouchi ở trên đảo của Pegasus. Đánh giữa hai cái bộ bài trên lệch này thì chỉ có nước được Yugi độ thì mới mong thắng được thôi. Nó hồi sinh con gì nữa. Adu, đừng có mỗi một con nhìn bảy lầm hút mà cũng không tham. Chịu hồi gì nó gì ba. Oh shit, chịu hồi Demon luôn. Có
cần phải vậy không? What? Phá hàng lá bảy ở dưới nó. I end my turn. Cơn bão lớn. Phá hàng là cái lá úp của nó. Trời, hai lá úp nó kinh thế nhỉ. Với một cái bài xấu quơ, xấu quắc như thế này thì chỉ có nước nằm yên chịu trận. Lấy ra thêm một cái con thiên sứ ánh sáng để làm mỏng bộ bài. Tiếp tục sắp ra thêm một con thiên sứ nữa. I end my turn. Trời, không vô một lá phép nào. À, nữa hả? Nữa hả mẹ? Your attack triggered my monster's effect. Ôi chổi nữa. Cũng hên là nó không lấy lại cái con bộ đôi tội lỗi. Bỏ hai lá nữa là cám luôn. Ok, bà lấy thạch ánh đèn người quá, chịu không nổi. Triệu hồi ra thêm một con nữa để làm mỏng bộ bài. Spirit of the Harp, linh hồn đàn hạt, xuất hiện lần đầu trong tập 53 anime Yu-Gi-Oh, được Johnny Step sử dụng trong trận đấu với Yugi để giành quyền trở thành bạn trai của Anju. Tuy nhiên, xui cho Johnny Step là ảnh méo biết khứa đang đấu với mình là Yugi, người vừa phá banh chành cái đảo của Pegasus, là một lá bài thường trong thời kỳ đầu của Yu-Gi-Oh và không có chức năng gì đặc biệt. Trong anime, Johnny Step triệu hồi linh hồn đàn hạt, sau đó kích hoạt hợp xướng thánh địa để tăng sức phòng thủ của linh hồn đàn hạt lên 2.500 điểm. Tuy nhiên, khi biết đối thủ là anh quả sĩ vẽ luật thì Johnny Step đã chạy mất luôn cái dép. Được coi là một lá bài thủ rất mạnh vì đây là thời kỳ trước khi có Zombie the Dark hay Goblin Attack 4 có thể one hit một con quái thủ 2.000 một cách chóng vánh. Tuy nhiên, do sức công không mạnh lắm cho nên đa số người ta sẽ chọn anh người đá có dù gì. Ok. Bà không biết mỏng chưa mà thấy điểm gốc nó mỏng lét luôn. Càng thế nhỉ. Ra toàn quá không, không thấy phép bảy ở sơn. Tiếp tục chiến lược là mỏng bộ bài. I set this card face down. Tính ra nãy giờ cậu cũng lâu phép đấy. Trời ơi, giờ vô phép mà vô phép gì không biết trời. Để chiều nay đi ra mua vé số mới được. Vũ trụ này được thiết kế để tạo ra sự cân bằng, cho nên một ngày đẹp trời nào đó mà mình xui quá thể thì chắc chắn nếu như mà mua vé số thì bà bán vé số sẽ có 10.000, còn mình thì không biết là có trúng hay không. Ý, điểm gốc mình của mình cao hơn lính chiến đá khổng lồ. Thay đổi trái tim. You're activating a spell card. Kéo con demon về. Xả nó. Ê, đánh lộn rồi. À, chết tôi rồi. Oh. It's all over. For you, I offer my monster as a tribute. Kim Chan à. Giờ ngồi nhìn thôi chứ không biết nói gì luôn á. Và đánh đi vào lòng đất thì chứ. Hồi mới nãy đánh con kia là thắng rồi. Cái thế nhờ. Đóng nhầm cái đi nguyên trận luôn. Rồi hết pin rồi. Anh cài bà xe tôi kèo trên người ta đánh quá trời rồi. Anh có thể làm một pha mà người ta chuyển qua đánh kèo dưới cầm đó hả? Ủa, ê, cái gì vậy? Cái gì vậy bạn? Một pha đánh ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Và dĩ nhiên là chỉ có mấy con boss mới đánh kiểu vậy thôi, chứ không biết ai đánh kiểu gì. Anh là anh ghim cái lá chổi rồi đó nha. Quét 3 lần rồi đó. Ú, vẫn còn cơ hội. Trời ơi, ta nói rút bài thú quắc luôn thiệt chứ. Rút bài kiểu gì hết trời. Kiếm sĩ ma thật. Nó đè con triệu hồi demon thì chắc cái con úp là con mê cung chắc luôn, không trượt đâu được.
my turn. Sân kỳ lân. So, you're activating a spell card. Cắm sân vô kiếm sĩ ma thuật. Horn of the Unicorn. Sân kỳ lân xuất hiện tổng cộng 4 lần trong 10 trận đấu của Yugi trên đảo của Pegasus khi đấu với Hega, Makos, Tsunami, Kaiba và Pegasus. Tuy nhiên, chỉ có một lần duy nhất khi dùng là có thể thắng trong một trận combat, đó là khi trang bị cho con quái Gifor để tấn công quái vật đầu bò của Kaiba trong trận đấu trước lâu đài của Pegasus. 3 trận còn lại thì làm nên tên tuổi của bộ ba ăn hành. Nói chung là mỗi lần bị cắm sừng thì khả năng thua rất là cao. Lá bài này có tác dụng trang bị và tăng 700 sức tấn công và phòng thủ cho một con quái ở trên sân. Và khi bị gửi từ trên sân xuống mộ, nó sẽ quay về bên trên cùng của bộ bài. Là lá bài đầu tiên có khả năng tăng tới 700 sức tấn công và phòng thủ cho một con quái. Tuy nhiên, với khả năng tự bóp vô hạn mỗi lần bị gửi xuống mộ, đây là lá bài mà người chơi chẳng bao giờ muốn xách vào vì sợ không còn thẻ để bóp. Quét nó. You're activating a spell card. Tấn công con quái đen ấp. Phù thủy rừng đen. Vội Rider. Dân chúng chuyển qua chơi kèo dưới hết rồi. Over. Trời, ta lật ngược tâm thế đây. Thủ con Vội Rider. Vả mặt nó. Vội. What the hell man? Oh shit. Không phải con voi mà là con bò. Đen và color. Dáng này mà đánh thua thiệt không có trách anh chủ tịch loài nào luôn á. Rồi anh ra con voi rider bế mạc của mình. Thôi để tôi đi mua vé số đây. Nhiều khi tôi trúng độc đắc luôn không chừng. Hãy like và subscribe mình để mình có động lực để làm nhiều video hay hơn. Cảm ơn mọi người.